Đấy, quay lại viễn cảnh thăm trang trại dê. Thăm trang trại dê. Cả một trang trại luôn. Tí gã. Nhiều dê đấy. Ôi 5 ngày mà to thế thế hả? Khổ dê con. Cầm mày ra, cầm mày ra. Một, đây này. Đây, đây là biết tiền. Hay mình mua con này dưới kia mình nuôi. Tôi quên. Nuôi ở nhà cha. Tôi đã quên rồi hả? Mơ thấy không? Anh đi cái hình camera nó lại thích chưa? Ơi bà con này, con này chắc vừa đẻ. Con này nhưng mà bơi đẻ nhanh rồi. Con nhỏ nhỏ này là đẻ được mấy ngày anh? 5 ngày. Còn con bé tí kia là 3 ngày kìa. À, dê cỏ. Thế nhớ đánh dấu con dê cỏ vào không nào? Mình ăn nhau anh mà. Là một con này liên hoan này. À đây có phải hai con mới đẻ đấy không? Đít đúng không? Vâng, vâng. Nào nó đẻ, nhưng con này gầy thế nhỉ? Bọn này đẻ thai non đấy. Ý là về đến yếu quá thì rồi đẻ non. Thế bây giờ phải chăm nó kiểu gì chứ? Có gì bổ cho nó ăn? Đi thằng ôn con đi.